Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi 12 con giáp trong tháng 3 dương lịch năm 2021. Ai được thần tài ban phúc, nhanh chóng làm đại gia, may túi ba gang mang đi mà đựng. Mời các bạn cùng theo dõi. 1. Tử vi tài lộc tuổi Tý. Tháng này, người tuổi Tý sẽ có khá nhiều khoản cần chi bao gồm tiền mừng sinh nhật, tụ tập bạn bè, khách hàng, đối tác, đó là còn chưa kể tới tiền chi cho việc đi lại. Vì thế, tài lộc của 12 con giáp tháng 3 năm 2021 khuyên bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, nếu không thì có thể phải dùng tới cả tiền tiết kiệm của mình luôn đấy. Những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc về tài chính. Bạn có thể mở rộng được thị trường của mình hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Thế nhưng trong việc đầu tư thì bản mệnh nên cẩn trọng kẻo dễ bị lừa gạt đấy nhé. Đừng bị tâm lý đám đông dẫn dụ, nên tránh xa các hội nhóm có mùi bán hàng đa cấp đang ẩn dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Vận thế thiếu ổn định nên có những lúc bạn tưởng mình gặp may nhưng thực ra lại là họa, có lúc tưởng là họa nhưng lại là cơ may. Nếu có thể, hãy hỏi han thêm nhiều người có kinh nghiệm hoặc bạn chủ động tìm hiểu nhiều thông tin nhất có thể. 2. Tử vi tài lộc tuổi Sửu. Tài vận của người tuổi Sửu không có quá nhiều biến động vì bạn đủ khả năng kiểm soát tình hình mỗi khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận kẻo dễ có những tranh cãi về tiền bạc vì sự thiếu rõ ràng, minh bạch. Bạn bè mượn tiền cũng cần ký giấy để đảm bảo để hạn chế tối thiểu rắc rối về sau. Chuyện làm ăn không phải lúc nào cũng có thể dựa vào vận may, song bản mệnh đừng vì thế mà sinh ra tâm lý quá bi quan khi ai đó nói về cơ hội kinh doanh, kiếm tiền. Sự đa nghi cộng thêm cứng đầu sẽ khiến các cơ hội khép lại trước mắt bạn. Do đó hãy giữ tâm thế cởi mở, học hỏi và tìm hiểu thêm, chớ nên liên tục phủ nhận ý kiến của ai đó. Ngược lại, một số người cũng chớ nên quá hăng hái làm giàu. Một số cơ hội tưởng chừng béo bờ có thể lại là cái bẫy, do đó, bản mệnh nhất định phải tỉnh táo, đừng để những đồng tiền dễ dàng kiếm được cũng dễ dàng mất đi trong phút chốc. 3. Tử vi tài lộc tuổi Dần. Những khó khăn về tiền bạc đã cho con giáp tuổi Dần một bài học rất lớn, nhờ đó bản mệnh có quyết tâm cao trong việc tiết kiệm tiền và tìm kiếm các cơ hội để làm giàu. Tài vận của bản mệnh lúc này được cải thiện rõ rệt, vì thế, bản mệnh chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Dù có phải đối diện với trở ngại, chỉ cần tập trung tìm cách xử lý, bạn sẽ sớm thấy những hướng đi mới mẻ cho mình. Với người làm ăn kinh doanh, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nên đi cùng với những người có nhiều kinh nghiệm để học hỏi thêm. Hãy thu lượm thật nhiều kiến thức cho mình vì đầu tư vào chính bản thân mình mới là đầu tư khôn ngoan nhất. Muốn làm giàu, hãy tham khảo thêm điều 12 con giáp cần chú ý trong kinh doanh năm 2021. 4. Tử vi tài lộc tuổi Mão. Người tuổi Mão có nhiều cơ hội để gia tăng tài lộc cho mình. Một số người nhận được lương thưởng khá hậu hĩnh, đó là thành quả sau một thời gian bạn chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng. Một số người có thể kiếm được khoản tiền kha khá nhờ thần may mắn ghé thăm, xong hãy nhớ rằng, điều quan trọng là bạn phải cố gắng nâng cao giá trị của bản thân, kiếm tiền dựa trên chính công sức của mình, có như vậy thì mới phát triển bền vững được. Để tránh việc lãng phí cả nguồn lực đang có, người tuổi Mão hãy cố gắng đề ra mục tiêu và cả kế hoạch phù hợp với thực tế và năng lực của bản thân. Dù biết rằng không phải việc gì cũng đi theo kế hoạch nhưng bạn vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt tay vào hành động. 5. Tử vi tài lộc tuổi Thìn. Xem tài lộc của 12 con giáp tháng 3 năm 2021, tình hình tài chính của người tuổi Thìn ở mức tạm ổn nhưng bên trong vẫn tiềm tàng những nguy cơ mà không phải ai cũng có thể nhận ra nếu không thực sự tinh ý. Một số vấn đề trong quá khứ có thể làm xáo trộn sự cân bằng của thu chi của may, nhưng may mà con giáp này có thể giải quyết mọi thứ nhanh chóng. Bạn có thể thu về một số lợi nhuận về tài chính nhưng sẽ việc làm ăn phát tài vẫn còn khá xa vời. Nhiều người tranh thủ làm những việc quan trọng như xây nhà, mua xe, vì thế mà phải tiêu tốn kha khá tiền bạc.
Vì thế, tuổi Thìn phải cố gắng hạn chế bớt việc mua sắm trong thời gian tới. Nếu khoản chi tiêu cần nhiều hơn mức cho phép, bạn hãy cân nhắc mở rộng thêm nguồn thu nhập của mình. 6. Tử vi tài lộc tuổi Tỵ. Nếu người tuổi Tỵ biết lắng nghe, nắm bắt cơ hội, bạn có thể thu được lợi lớn về mình ngay trong tháng 3 dương lịch. Những ai đã và đang kiên nhẫn tích lũy kiến thức thì lúc này, hãy hành động để gặt hái những thành quả đáng mơ ước. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận từng bước một, hành động nhỏ mà chắc chắn sẽ tốt hơn cho bạn lúc này. Còn nếu vì thỏa mãn lòng tham, muốn dồn hết tiền bạc cho một thương vụ lớn thì tuổi Tỵ sẽ dễ mất trắng vì khả năng kiểm soát số tiền này đang nằm ngoài khả năng của bạn. Tuy bản mệnh có cơ hội phát tài đó nhưng lại khó giữ được tiền bạc. Vì thế, bạn cần phải xem xét lại cách chi tiêu, mua sắm thiếu kiểm soát của mình. Bạn thường cho rằng thứ này thứ kia đáng mua, và số tiền cũng không quá lớn nên bạn khó có thể ngừng được việc chi tiêu. Thế nhưng, điều này sẽ khiến bạn dễ dàng rơi vào tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền. 7. Tử vi tài lộc tuổi Ngọ. Đường tài lộc của người tuổi Ngọ chưa thể rực rỡ ngay lúc này nhưng cũng đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhất là ai đang kinh doanh, đầu tư sẽ nhận được lời khuyên đáng giá giúp bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, với những ai đang tham gia trò may rủi với tiền bạc thì hãy cẩn thận vì bạn chỉ may mắn được một, hai lần mà thôi, sau đó sẽ có nguy cơ mất trắng. Do đó, việc bạn cần tập trung nhất đó là dùng sức lực trí tuệ của mình để gia tăng thu nhập chứ không phải chờ vận may tới. Bạn cũng dễ để xảy ra sai sót trong thời gian này nên hãy hạn chế tham gia các hợp đồng cần tốn một số tiền lớn hoặc những thương vụ có tính rủi ro cao. Với những đối tác làm ăn cùng, bạn nhất định phải tìm hiểu rõ về họ để biết người đó có làm ăn chân chính, ngay thẳng hay không trước khi hợp tác. Tham khảo thêm, xem tuổi hợp làm ăn với bạn để phát tài phát lộc. Có dấu hiệu cho thấy nhiều người tuổi Ngọ chi tiêu quá tay để mua sắm, có thể bạn mua quà cho mọi người nên nghĩ rằng chi mạnh tay một chút cũng không sao. Thế nhưng nếu bạn không cân đối số tiền đang có thì bạn sẽ có nguy cơ vướng vào nợ nần. 8. Tử vi tài lộc tuổi Mùi. Tài chính của con giáp tuổi Mùi khá ổn định trong suốt tháng 3 này. Bạn đủ năng lực để kiểm soát tình hình cho dù có rất nhiều khoản phải chi tiêu. Không những thế, nhờ có tầm nhìn xa, bạn sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho bản thân cũng như công ty. Thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình. Song song với đó, bản mệnh cũng đừng quá tham lam, liều lĩnh, nhất là khi lúc có nhiều nguồn thu đang đổ về lại tưởng rằng vận mình đang lên và đổ hết vào để tái đầu tư. Nhất định không được tất tay, nếu không bạn dễ phạm sai lầm khiến bản thân phải hối hận đấy. Tuy nhiên, có vẻ như càng mệt mỏi, căng thẳng với công việc thì có chút thời gian rỗi bạn lại càng hay mua sắm nhiều và coi đó là cách thỏa mãn sở thích, giải tỏa stress. Tuy nhiên, bạn nên tiết chế chi tiêu và hạn chế xài tiền vào những nhu cầu xa xỉ không cần thiết. 9. Tử vi tài lộc tuổi Thân. Tháng mới là thời điểm vô cùng thuận lợi để người tuổi Thân đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Bạn thu nhận được nhiều thông tin mới mẻ, trong đó có cả các thông tin gây bất ngờ, những thông tin mang đến cơ hội. Bạn sẽ cần phải đủ nhanh nhạy và bản lĩnh để có thể nắm bắt, hãy chủ động và tích cực hơn để không bỏ qua bất cứ phút giây nào nhé. Việc gặt hái được doanh thu cao thường dễ thấy ở những người có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, đầu tư. Lúc này, họ đang thu hoạch sau những tháng ngày vất vả dồn tâm, dồn sức để gia tăng thu nhập. Họ chính là con giáp phát tài sau rằm tháng giêng 2021 đấy. Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình. 10. Tử vi tài lộc tuổi Dậu. Tài lộc của con giáp tuổi Dậu không được như ý trong tháng 3 này, chủ yếu là vì bạn nhận thấy mình đã tiết kiệm kha khá rồi nên có phần an tâm, không muốn vất vả để tìm cách gia tăng thu nhập như trước đến mức mọi thứ chững lại rồi mà có thể bạn vẫn không nhận ra. Quá tự tin vào bản thân nên lúc này bản mệnh thiếu sự lắng nghe những lời khuyên từ người có kinh nghiệm và làm mọi việc theo cảm tính nên rất dễ mất tiền. Các khoản đầu tư vẫn duy trì khá tốt nhưng không có tiến triển nào đáng kể.
Hung tinh xuất hiện là lời cảnh báo cho thói mua sắm hoang phí của bản mệnh vào cuối tháng. Nhất là những người làm công ăn lương nên sớm nhận ra rằng bạn chưa có kế hoạch gia tăng thu nhập mà việc chi tiêu lại đang ngày một nhiều hơn. 11. Tử vi tài lộc tuổi Tuất. Tháng này, người tuổi Tuất dễ làm mất tiền trong những sự cố khá ngớ ngẩn. Số tiền mua lại những món đồ tuy nhỏ nhưng bạn để mất cũng tiêu tốn của bạn không ít. Tháng này, bạn cũng có xu hướng thích mua những món đồ rẻ tiền vì nghĩ rằng chẳng đáng là bao. Nhưng chính thói quen này đang khiến túi tiền của bạn cứ thế mà rò rỉ mỗi ngày mà bạn không biết. Kiên nhẫn chính là chìa khóa cho bất kỳ một công việc nào trong cuộc sống, nhất là về khía cạnh tiền bạc. Vì vậy, thay vì mua một món đồ ngay lập tức, hãy tiết kiệm thêm mỗi chút để mua một món đồ đáng giá, đáng tiền mà sử dụng được lâu bền bạn. Ngoài ra, nếu gặp vấn đề khó khăn về tài chính thì đừng ngại nhờ mọi người xung quanh mình, bởi họ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn, chỉ cần bạn tiêu tiền một cách chính đáng mà thôi. 12. Tử vi tài lộc tuổi Hợi. Lúc này, người tuổi Hợi nên hạn chế việc đưa ra những quyết định về đầu tư. Việc làm ăn của bạn có chững lại một chút cũng là cần thiết vì bạn cần phải đón đợi một cơ hội tốt hơn. Nhiều người đang cầm nhiều tiền mặt trong tay sẽ cảm thấy vô cùng bất an vì không biết nên làm gì. Hãy bình tĩnh để nghe ngóng thêm một thời gian nữa bạn nhé. Việc sử dụng tiền bạc như thế nào cho chính đáng và sinh lời không phải là việc đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được đâu. Người làm công ăn lương không gặp nhiều biến động trong tài chính vào tháng 3 này. Số tiền kiếm được ổn định có thể giúp bạn cảm thấy an tâm, nếu sắp xếp được thời gian, hãy thử tìm kiếm các công việc làm thêm để gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Một số người có xu hướng trưng diện thích mua sắm nhiều hơn với mong muốn cải thiện vẻ ngoài của bản thân. Đây là một nhu cầu chính đáng tuy nhiên, nên cân đối lại tình hình tài chính của mình hơn để tránh việc vung tay quá chán nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.